nhỏ chú đã làm việc với lại gia đình về đồng ruộng, nó rất là vất vả. Nhưng mà cái ví dụ như bây giờ mình nhổ cỏ cũng phải nhổ bằng tay, như là thu hoạch bằng tay thì nó cũng lâu, mà phải lúc nào cũng khum lưng, cứ như là cái mặt mình lúc nào cũng là lo cái cầm củi mà đàm rồi là, nhưng mà hiệu quả thì nó không cao. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là sau này lớn lên mình có thể mình sẽ làm được những cái thiết bị máy móc để phụ trợ tiếp cho gia đình, để giúp cho cái người nông dân cả cái quá trình canh tác. Thì tôi mới nghĩ ra là cái nghiên cứu làm cái máy gặt đập lúa liên hợp để nhằm cho giúp cho người nông dân là giảm cái tổn thất trong cái khâu thu hoạch. Lúc đó tôi được biết có hai cái máy gặt đập, nhưng mà cái máy lúc đó là nó hoạt động là nó chạy khoảng 100 mét à, là nó phải ngưng rồi, bị nghẹn, và nó lại bị rơi vãi ở trên cái đồng ruộng là hao hụt rất nhiều. Còn đây là cái máy gặt đập mà lúa gặt đập liên hợp, thì nó chạy, nó đưa qua đưa lại, nó cắt xong thì cái cuồng gạt này nó mới đẩy cái lúa đừng có rớt ra ngoài mà nó đưa vào trong này. Thì cái đít me này nó sẽ xoay về, cái nó mới đưa cái bông lúa về hướng bên đây. Mình cắt bên đây thì bên đây nó đưa về lại bên đây để nó đẩy đưa vào cái băng tải. Nó đưa vô cái dàn này, thì nó đưa vô cái dàn này thì nó bắt đầu nó cái trục này nó quay, nó đập xong cái hạt nó rơi ra thoát ra đây. Nó rơi nó thoát xuống đây, xuống đây thì nó có cái gió như cái sàn này nó lắc, nó sàn sảy. Rồi cái bùi bùi mấy cái dơ đó thì nó bay ra thoát ra đây. Cái lúa mà nó đập trong này nó thoát ra ngoài này. Nó bỏ xuống đồng ruộng. Đó, còn phần hạt thì xuống cái phiểu này nó đưa qua bên kia, nó đưa vào đóng bao. Thì nó đóng bao xong rồi là cái phần mà cái thân mà đã tách ra khỏi hết hạt rồi đó thì nó thoát ra ngoài. Cái máy này nó hiệu quả ở cái chỗ là thân không bao giờ có hạt, tức là ít hao hụt. Sáng chế máy gặt đập lúa của anh Phạm Hoàng Thắng đã đạt giải nhất cuộc thi sáng chế năm 2013. Sáng chế này có cái ưu điểm chính như sau. Thứ nhất là có công suất cao, tiết kiệm được nhân lực, 50% nhân lực cho vận hành, rồi là tiết kiệm 20 lít dầu trên 1 hecta, giảm cái tiêu hao khoảng 240 kg so với cái máy nhập ngoại, và 480 kg trên 1 hecta so với việc thu hoạch thủ công. Và theo ước tính thì hàng năm có thể tiết kiệm được khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra thì việc cái máy này được bà con nông dân sử dụng rất là rộng rãi ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một giải thưởng mà quốc tế, thành ra cái cộng đồng á là người ta biết đến về công ty của tôi nhiều hơn và biết đến về sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn. Hiện tại thì nhà máy tôi đã có 30 công nhân, chỉ sản xuất ra thị trường khoảng trên 100 cái máy gặt đập lúa. Tuy nhiên cái theo cái nhu cầu của cái tiêu thụ trong nước cũng như là xuất khẩu thì nó còn nhiều. Thì trước đây thì tôi có cái sáng chế về cái máy gieo hạt từ năm 2000, thì cũng có bị là cái công ty khác nó đánh cắp. Thì khi mà người ta đánh cắp thì nó cũng ảnh hưởng đến cái thị trường tiêu thụ cũng như là cái uy tín về cái thương hiệu của mình. Thì do cái sự mất mát đó mình thấy nó bị thiệt thòi, thì từ đó khi mà tôi làm ra cái máy gặt đập liên hợp thì tôi cũng phải đăng ký cái bảo hộ sáng chế để được cái nhà nước người ta có một cái bảo hộ cho mình trong cái sáng chế này. Tôi tin rằng cái sản phẩm của tôi làm ra sẽ giúp đem nhiều lợi ích cho cái ngành nông nghiệp Việt Nam, cho người nông dân cũng như là cho đất nước Việt Nam. Và thứ hai, một cái điểm thứ hai nữa là cái đam mê của mình. Mình thấy được những cái lợi ích đó rồi mà mình không làm, mình tạo ra được những cái sản phẩm mà chất lượng như vậy mà mình không làm, nó thì nó lại là bỏ đi rất là uổng. Do đó là tôi vì đam mê, vì cái lợi ích của cộng đồng mà tôi quyết tâm tôi làm cho bằng được.